Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Hiện tại thì đã gần một tháng hạng mục mới khởi xướng, trong các trận đấu cho phép chúng ta sử dụng các Pokemon huyền thoại cấp cao. Điều này đã làm thay đổi rất lớn đấu trường hiện tại. Vậy mọi người đã có chiến thuật nào cho mình chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến một Pokemon huyền thoại đến từ vùng đất Paldea, mang trong mình một sức mạnh huyền bí không kém cạnh gì các Pokemon khác, đó chính là Terrabagos. Terrabagos được giới thiệu vào thế hệ thứ 9 trong bản DLC Pokemon Scarlet and Violet. Là một Pokemon huyền thoại đại diện cho vùng đất Paldea, Terrabagos mang trong mình sức mạnh của Terastallize. Thậm chí còn đặc biệt hơn, Pokemon này được xác nhận mang trong mình 3 hình dạng khác nhau và đã ra mắt trong các tập anime gần đây. Các dạng của Terrabagos là dạng bình thường, dạng Terastallize và dạng Terra hệ Stella. Vậy với danh xưng là huyền thoại cấp cao của vùng đất Paldea, với sức mạnh là nguồn cơn cung cấp năng lượng Terastallize cho vùng đất này, thì liệu người bạn mới này của chúng ta có đủ mạnh để khuấy đảo đấu trường hiện tại hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo về sức mạnh của Terrabagos. Tổng quan về sức mạnh, khá khó để đoán được Terrabagos sẽ phù hợp nhất để ưu tiên trong những lối chơi nào, vì Terrabagos có khả năng thích ứng với các trận đấu khác nhau bởi nhiều hình dạng và khả năng linh hoạt trong chiến đấu rất lớn. Vậy sự linh hoạt ấy bao gồm những gì? Chúng ta sẽ nói về chỉ số căn bản của nó. Dạng bình thường của nó có tổng chỉ số là 450. Các chỉ số còn lại được phân bố khá là bình thường, và hình dạng này chúng ta sẽ không đề cập tới vì 100% trong chiến đấu nó không sử dụng hình dạng này bao giờ. Khi mới vào trận đấu, đặc tính Terra Shift sẽ cho phép nó biến hình từ dạng thường thành dạng Terastallize ngay lập tức. Sau khi biến thành hình dạng Terastallize, tổng chỉ số của nó được tăng lên 600. Hai mảng nổi trội của nó đều nằm ở chỉ số phòng thủ cùng với sinh lực 95. Để mà nhận xét thì hình dạng này có chỉ số khá an toàn, phù hợp cho việc trụ sân, chứ tấn công so với tụi huyền thoại cấp cao cùng cấp bậc thì không thấm thía vào đâu. Nhưng khi Terrabagos dạng Terastallize sử dụng cơ chế Terra, nó sẽ được mặc định trở thành hệ Stella với tổng chỉ số được thay đổi chóng mặt. Đáng chú ý, sinh lực giờ đây lên đến 160 và công đặc biệt là 130. Hai mảng phòng thủ cứng cáp 110 vẫn được giữ nguyên. Với lợi thế này, nó sẽ như là một cỗ xe tăng nã đạn khó bị xuyên thủng. Sinh lực thì dồi dào, tấn công của thuộc hàng đủ mạnh để dứt điểm tụi Pokemon Terra khác. Về mặt đặc tính thì như đã nói ở trên, dạng bình thường Terra Shift giúp cho Terrabagos biến thành dạng Terastallize khi vào trận. Còn dạng Terastallize với đặc tính Terra Shell, với hiệu ứng, nếu Terrabagos đang trong tình trạng khỏe khoắn với nguồn sinh lực dồi dào, hiệu quả tất cả các đòn tấn công chống lại nó sẽ bị giảm thành một nửa, bao gồm cả tất cả các chiêu tấn công liên tiếp. Còn khi đã Terra thành hệ Stella, thì nó sẽ có đặc tính Terraform Zero, chấm dứt ảnh hưởng của thời tiết và địa hình mỗi lần cho một trận. Về hệ của Pokemon thì mang trong mình hệ thường, giúp cho nó chỉ bị khắc chế bởi hệ giác đấu và miễn nhiễm với hệ ma. Lợi thế về hệ giúp nó tối ưu hóa khả năng phòng thủ vốn có của bản thân. Về lối chơi và chiến thuật xoay quanh, là một Pokemon có nhiều đặc tính đặc biệt, Terrabagos mang lại rất nhiều chiến thuật khác nhau và đảm bảo đủ mọi điều kiện cho một Pokemon tấn công, nhưng phòng thủ vẫn rất chắc chắn. Terrabagos có thể đi theo tất cả các hướng khác nhau, nhưng trong video này, chúng mình sẽ khuyên các bạn sử dụng Terrabagos theo hướng phòng thủ phản đòn. Ở hình dạng đầu tiên Terastallize với đặc tính Terra Shell, chúng ta sẽ sử dụng Terrabagos theo hướng ăn miếng trả miếng. Bởi ở hình dạng này, việc One Hit KO được Terrabagos là điều gần như không thể. Cứ từ từ rút sinh lực của đối phương và nhờ đồng đội phục hồi sinh lực cho Terrabagos để tối ưu được đặc tính Terra Shell. Khi kẻ địch đang bị suy yếu, muốn dứt điểm trong một đòn, hoặc muốn xóa bỏ đi các lợi thế từ thời tiết hay là sàn đấu của đối thủ, lúc này chúng ta sẽ Terra nó thành hệ Stella. Vì chiến thuật này xoay quanh các việc phòng thủ rồi phản công, nên dựa vào đặc tính Terra Shell của Terrabagos là chủ yếu. Mà để khắc chế việc sử dụng đặc tính này, chỉ cần khiến cho Terrabagos không thể nào phục hồi lại được lượng HP đã mất. Thông qua điểm yếu kể trên, khi đối đầu với Terrabagos, nên đưa ra quyết định hạ gục Pokemon hỗ trợ HP cho Terrabagos là tối ưu nhất. Khi hạ được Pokemon hỗ trợ thì việc hạ được Terrabagos cũng dễ đi phần nào. Về đồng đội đi cùng, kiểu chiến thuật trên bắt buộc đồng minh của Terrabagos phải có ít nhất một Pokemon có khả năng hồi phục, nên các Pokemon tiêu biểu có thể là Cresselia, một Pokemon với khả năng phòng thủ cao ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt, với lượng HP cực lớn, và chiêu Luna Blessing, hồi phục máu, trạng thái xấu cho cả bản thân và đồng minh. Nên Pokemon này có thể trụ sân lâu dài để hỗ trợ cho Terrabagos là điều tương đối đơn giản. Ngoài Luna Blessing, chúng ta có thể cho nó học Ally Switch để hoán đổi vị trí của bản thân với đồng đội trên sân. Điều này nếu sử dụng đúng và phán đoán hợp lý thì có thể tạo nên chuyển biến lớn có lợi cho bản thân. Alolan Ninetale là Pokemon đảm nhận nhiệm vụ dựng tường để giảm sát thương phải nhận cho Terrabagos. Với chiêu thức Aurora Veil, dựng nên tường trắng giúp tăng 50% khả năng phòng thủ cho toàn đội hình. Disable, với khả năng khóa chiêu thức của đối thủ,
nếu sử dụng hợp lý, có thể ngăn chặn các chiêu thức khó chịu từ Pokemon của địch. Điều này mang lại lợi thế khá lớn trong việc phòng thủ cho Terrabagos. Comfey đảm nhận vị trí hỗ trợ hồi phục cho đồng minh nhờ có Ability Triage, có thể khiến cho các chiêu thức có khả năng hồi máu sẽ tăng độ ưu tiên lên cộng 3. Chiêu thức cần học cho nó là Floral Healing, giúp hồi phục 50% lượng máu tối đa cho Pokemon đồng minh. Nếu chiêu này được thi triển trong môi trường cỏ, thì đồng minh có thể được hồi tới tận 2/3 lượng máu. Lưu ý thì khi Pokemon đồng minh sử dụng Protect, tuyệt chiêu này sẽ không có tác dụng. Về phần xây dựng sức mạnh, EVs, chúng ta sẽ nâng toàn bộ chỉ số HP và tấn công đặc biệt để tăng khả năng trụ sân lâu dài nhất, cũng như là tấn công sẽ được đẩy lên cao. Còn số điểm còn lại sẽ cho qua phòng thủ vật lý. Về tụi tấn công vật lý mạnh mà. Về IVs, chúng ta nên tối ưu khả năng ở các mảng, trừ mảng tấn công vật lý, vì điều này sẽ giúp cho Terrabagos giảm sát thương nhận được từ các đòn như Foul Play hay là phản sát thương từ Confuse. Về Nature, chắc chắn phải cho nó xài Modest để tối ưu khả năng tấn công đặc biệt, vì dù sao thì tốc độ lưng chừng của nó cũng không cần đầu tư làm gì, mà mục tiêu là cho nó trụ sân và tàn sát đối thủ. Hệ Terra mặc định của nó là Stella nên chúng ta sẽ không cần nói qua. Về trang bị thì có rất nhiều lựa chọn cho Terrabagos. Choice Pack để tăng cường tối đa sát thương mà Terrabagos có thể gây ra. Leftover để hồi phục 1/16 lượng máu sau mỗi lượt đánh. Power Hub để sử dụng ngay lập tức các chiêu thức cần sạc năng lượng như là Meteor Beam. Assault Vest để tối ưu khả năng phòng thủ đặc biệt cho bản thân, chống chịu lại các đợt tấn công vũ bão từ các tên tuổi như là Shadow Rider Calyrex hay là Miradon. Về chiêu thức thì Terra Star Storm là chiêu thức bắt buộc phải có để tối ưu khả năng sát thương từ Terra. Khi ở dạng đầu tiên, Terra Shell, thì đây sẽ là một chiêu hệ thường và đánh đơn mục tiêu. Khi đã Terra thành hệ Stella, thì chiêu thức này có thể đánh lên hai mục tiêu và đánh được cả Pokemon mang hệ ma. Và nó sẽ gấp đôi sát thương lên các Pokemon đang Terra trên sân đấu. Vì Terrabagos vốn mang hệ thống chiêu thức khá đa dạng, và khả năng bao phủ hệ của Terrabagos cũng cực kỳ lớn, nên việc chọn các chiêu thức còn lại tùy thuộc vào việc bạn muốn khắc chế những Pokemon nào trên đấu trường. Bug Burst để khống chế các Pokemon bọ và cỏ, có 10% làm giảm thủ đặc biệt của đối phương xuống một bậc. Aura Sphere của hệ giác đấu với khả năng bao phủ hệ cực kỳ tốt. Ice Beam, Earth Power, Dazzling Gleam, Energy Ball, Flamethrower, Flash Cannon và Thunderbolt. Một dãy rất nhiều những chiêu thức bạn có thể lựa chọn để khắc chế những đối thủ cần thiết. Và một số chiêu thức lưu ý không nên dùng với các trang bị khác nhau. Cái này chỉ là lưu ý cho những người mới thôi. Protect để đỡ các đòn đánh, từ đó suy ra bước đi của đối phương và cũng giúp tạo khoảng trống cho Terrabagos hồi HP nhờ vào đồng minh. Lưu ý không nên sử dụng Protect khi mang theo Assault Vest hoặc là Choice Pack, vì vật phẩm Assault Vest sẽ khóa những chiêu thức hiệu ứng. Choice Pack sẽ khóa chiêu bạn lựa chọn đầu tiên khi cho Pokemon trở ra sân. Nếu sử dụng chiêu Meteor Beam thì chắc chắn phải mang theo trang bị Power Hub, vì sẽ rút ngắn được một lượng tích tụ của Meteor Beam, sau đó chiêu thức này còn tăng thêm một bậc tấn công đặc biệt cho Terrabagos nữa. Tiếp theo sẽ là một trận thực chiến để có cái nhìn rõ ràng hơn. Hiện tại thì bên đối thủ đang có Hisuian Typhlosion và Sableye. Sableye sẽ là Pokemon hỗ trợ chính, còn Typhlosion chắc chắn sẽ là Pokemon chủ lực tấn công, nên chúng ta sẽ dùng Earth Power nhắm vào con Typhlosion. Bên kia đang làm chậm con Regieleki của mình bằng Wash để cho Typhlosion có cơ hội đánh trước. Tuy nhiên thì với đặc tính Terra Shell, khi Terrabagos đang đầy máu, sát thương gây ra sẽ bị giảm đi một nửa. Và với sát thương đáng sợ thì Regieleki không thể nào chịu nổi. Vì Terrabagos ở dạng này không thiên về tấn công, nên Earth Power không thể nào KO được Typhlosion. Tiếp theo thì Typhlosion còn một miếng máu, chúng ta sẽ sử dụng Rillaboom với chiêu Crushy Glide là chiêu ưu tiên để dứt điểm nó một lần. Từ đầu trận đến giờ thì Terrabagos vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của mình. Nó chỉ đơn giản đứng đó, chịu đòn và cấu máu đối thủ mà thôi. Bên kia đang sử dụng Encore để bắt chúng ta phải sử dụng chiêu Earth Power liên tục trong vòng 3 lượt. Bên đối thủ đang cho Annihilate ra trận, nhận thấy vừa bị dính Encore và hệ giác đấu của Annihilate cũng khắc chế hệ thường của Terrabagos, nên chúng ta sẽ rút Terrabagos về và cho Cresselia. Cresselia trong trận này ngoài tác dụng làm tanker còn là đồng đội có khả năng hỗ trợ hồi máu cho Terrabagos rất hiệu quả. Và bên đó ta sử dụng U-turn để rút Annihilate về để họ có thể triệu hồi chiến thần Calyrex ra trận.
Nếu không chú ý cẩn thận thì Calyrex sẽ dứt điểm được Rillaboom và Cresselia. Nhận thấy bên đối thủ chắc chắn sẽ sử dụng chiêu Astro Barrage. Chiêu đó là chiêu hệ ma, nên chúng ta sẽ rút Rillaboom về và cho Terrabagos ra trận. Vì mang hệ thường nên nó sẽ miễn nhiễm với sát thương của Astro Barrage. Còn Cresselia với khả năng chống chịu khá ngoạn mục nên chắc chắn nó sẽ sống sót sau đoạn này. Đủ để cho nó có thời gian sử dụng Luna Blessing, vừa tận dụng hồi máu cho bản thân, vừa hồi máu cho Terrabagos. Nếu tận dụng được khả năng hồi máu của môi trường cỏ, rất có thể Terrabagos sẽ kích hoạt lại được đặc tính Terra Shell của mình khi nó đã đầy máu. Nhận thấy Calyrex đang là một mối đe dọa rất lớn nên chúng ta sẽ Terra cho Terrabagos để tăng cường khả năng sát thương của nó bằng chiêu Terra Starstorm. Còn Cresselia chúng ta sẽ bảo vệ nó trong đợt này. Những Pokemon có khả năng trị thương thì nên cố gắng câu giờ cho nó ở trên sàn đấu càng lâu càng tốt. Tuy nhiên khi đã tự bảo vệ bằng Protect thì lượt sau rất có thể chúng ta sẽ bị dính Encore từ Sableye, nên nhất định lượt này phải dứt điểm được con Sableye ngay lập tức. Vì mang lợi thế của hệ thường mà Terrabagos hoàn toàn là thiên địch đối với Calyrex hiệp sĩ ma. Điều đáng sợ của chiêu Terra Starstorm là nó không bị miễn nhiễm bởi bất kỳ hệ nào, nên chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế trước Calyrex. Rút Cresselia về vì chắc chắn bên kia Sableye sẽ sử dụng Encore, khiến Cresselia chỉ có thể sử dụng Protect mãi mà thôi. Nên có vẻ chúng ta sẽ cố gắng hy sinh Rillaboom một lần để lượt này có thể hạ được Sableye. Và đúng như dự đoán, Sableye đã sử dụng Encore. Nếu lượt này có thể hạ được con Sableye càng tốt thì việc bảo toàn được Cresselia trước Calyrex càng khả thi. Và chúng ta đã hạ được Sableye, giờ chỉ còn lại Calyrex mà thôi. Với việc Calyrex hoàn toàn không thể nào gây sát thương lớn lên Terrabagos, có vẻ chúng ta đang chiếm ưu thế rất nhiều. Và cũng nhờ chi ưu tiên của Rillaboom mà chúng ta đã cấu được máu của nó về mức đỏ. Đúng như dự đoán thì bên kia đang cố gắng giữ lại Pokemon hệ giác đấu mạnh như là Annihilate để có thể hạ được Terrabagos. Nên điều kiện thắng bây giờ là phải hạ gục được con Annihilate của đối phương. May mắn là Rillaboom vẫn còn trụ lại được, chúng ta vẫn có cơ hội sử dụng Crush Glide lên Calyrex một lần nữa. Với lượng sinh lực dồi dào mà Calyrex mang lại, nó có thể đứng vững trên sân từ đầu buổi đến giờ mà chỉ mới bị rút hơn một nửa cây máu. Vẫn còn Cresselia đằng sau để có khả năng hồi máu cho nó. Bên đối thủ cũng đã mất tường bảo vệ khỏi các chiêu vật lý, nên chúng ta đã có thể dứt điểm được Annihilate trong một lượt. Và trận đấu kết thúc. Tổng kết về Terrabagos là một Pokemon huyền thoại được cân bằng khá tốt và sẽ là quân bài khắc chế các Pokemon Terra hiện nay, cũng như là khắc chế những đội hình sử dụng thời tiết và sàn đấu làm lợi thế cho mình. Tuy nhiên thì việc sử dụng Pokemon này yêu cầu bạn phải là một nhà huấn luyện hiểu rõ về cơ chế của Pokemon, cũng như là đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất nên tấn công hay là phòng thủ. Và để phát huy được hết sức mạnh của Terrabagos cũng cần phải có rất nhiều sự hỗ trợ từ các Pokemon đồng minh. Terrabagos sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho những nhà huấn luyện có cái đầu lạnh, cùng với khả năng bình tĩnh cao trong các tình huống, từ đó phân tích đưa ra các nước đi đúng đắn. Nếu phát huy được tất cả tiềm năng của Pokemon này thì Terrabagos sẽ là một cổ pháo tấn công khủng khiếp và có tiềm năng thay thế sự hiện diện của các tên tuổi nổi bật của thế hệ trước. Tụi mình cũng sẽ đánh giá cho Terrabagos là Pokemon 5/5 sao thông qua những khả năng mà Pokemon này có thể mang lại. Ở trên là toàn bộ thông tin mà chúng mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp cho đấu trường VCC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn. Nếu có gì thiếu sót về Pokemon này,
mọi người có thể cho mình biết bằng phần bình luận góp ý bên dưới. Và đừng quên các nhà huấn luyện cũng có thể đưa ra các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình góp ý xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!